Xin chào mọi người. Với những cô gái yêu thích làm đẹp thì trang điểm là một trong những việc không thể thiếu để chúng ta có thể biến hóa thật là ngoạn mục. Và các nàng có biết rằng lớp nền là một trong những yếu tố để giúp chúng ta trở nên thật rạng rỡ. Để làm được điều này thì cần phải có bí quyết đấy các nàng ạ. Và dụng cụ trang điểm chính là một trong những công cụ hỗ trợ không thể thiếu của tất cả chúng ta. Chính vì thế trong video này Tú sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người bông mút trang điểm Precision Makeup Blender, một dụng cụ hỗ trợ trang điểm đắc lực đến từ Oriflame các nàng nhé. À, và trên tay Tú đang cầm đó chính là Precision Makeup Blender bông mút trang điểm Oriflame. Mọi người thấy là thiết kế của sản phẩm của mình nằm trong một chiếc hộp rất là xinh xắn và nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Vậy thì bên trong là như thế nào đây? Bông mút của chúng ta thì được thiết kế với hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ, thì để hỗ trợ cho những cái mục đích trang điểm khác nhau. Và chất liệu là bằng PU foam, một cái chất liệu có tính đàn hồi rất là cao, và khi mà mình sử dụng lên da thì nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng và giảm thiểu những kích ứng rất là dịu nhẹ trên làn da. Bên cạnh đó thì cái cấu trúc dạng vọt khí của từ sản phẩm nó sẽ giảm thiểu những cái nấm mốc cũng như là giúp cho mình vệ sinh dễ dàng hơn, cho nên rất là vệ sinh khi mà mình sử dụng sản phẩm này ha. Mình có thể thấy là những cái bông mút trang điểm thông thường ở bên ngoài á thì cái chất liệu nó không có được đàn hồi và có độ linh hoạt như thế này, cho nên khi mà mình sử dụng một thời gian á thì là nó sẽ rất là dễ bị vỡ, và nó nhanh hỏng. Và bây giờ thì Tú sẽ thử lên trên da để cho mọi người thấy cái hiệu quả đánh nền mà bông mút này mang đến tuyệt vời như thế nào mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ dàn trải nền ra toàn bộ gương mặt, mình dàn trải theo cái chiều của tờ da như thế này ha. Và đối với những cái vùng nhỏ thì mình sẽ xoay cái đầu nhỏ nè mọi người, ví dụ như khóe mắt, khóe mũi, để mà mình phủ đều cái lớp nền ra toàn bộ gương mặt của mình. Rồi cái mặt này á mọi người, một bí quyết tôi sẽ chia sẻ với mọi người, khi mà mình trang điểm ở cái vùng nào mình lỡ để kem nền quá nhiều đúng không, mình có thể dùng để mình lấy bớt ha. Rồi và mình dặm như thế này để cho nó chặt thêm vào trong cái lớp trang điểm của mình. Rồi mình xoay cái bông trang điểm nè. Sau khi mà sử dụng bông mút trang điểm xong thì thấy cái lớp nền của mình rất là đẹp, rất là mịn đúng không ạ? Cho nên thật sự đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Bản thân tôi cũng rất là yêu thích sản phẩm như thế này. Và trước đây thì khi mà mình trang điểm là chị em chúng ta thường không có thói quen sử dụng những cái công cụ hỗ trợ như thế này, mà mình thường trang điểm bằng tay bởi vì mình nghĩ như vậy thì sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên là trang điểm bằng tay chúng ta có một những cái nhược điểm rất là khó khắc phục. Thí dụ khi mà mình dàn trải lớp nền ra thì đặc biệt là những cái vùng như là khóe mũi, khóe miệng nó rất là dễ bị dày và bệt. Và hơn nữa là trang điểm bằng tay thì cái tay mình thông thường hay ra mồ hôi đúng không ạ? Như vậy thì sẽ không có vệ sinh so với việc chúng ta sử dụng bông mút trang điểm. Một điều khá là đặc biệt ở bông mút này là chúng ta có thể sử dụng dạng khô hay dạng ướt mọi người ha. Đối với những người mà da khô hoặc là nhạy cảm á, thì mình có thể là sử dụng nước ha để mình xịt làm ướt cái bông mút như thế này thì bông mút mình sẽ mềm hơn. Và khi mà mình sử dụng lên da thì nó sẽ dịu nhẹ hơn. Bông mút này rất là dễ dàng để chúng ta có thể vệ sinh, mình giặt bằng xà bông nè. Sau khi mà mình thử sử dụng mà mình cảm thấy là bông mút của mình bám dính sản phẩm bị dơ rồi, mình có thể giặt và mình tái sử dụng lại. Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra là không biết là bao lâu thì mình nên thay bông mút một lần, thì lời khuyên đó chính là khoảng 3 tháng mà nên thay bông mút một lần các anh chị. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái độ đàn hồi, độ linh hoạt cũng như là cái chất lượng cái sản phẩm của mình. Và bông mút trang điểm hiện nay là một trong những cái dụng cụ trang điểm rất là được ưa chuộng bởi những tín đồ làm đẹp, đặc biệt là những beauty blogger. Mọi người thấy là hầu hết là ai người ta cũng sở hữu một cái sản phẩm như thế này. Và đây là một bí quyết để giúp chúng ta có một cái lớp nền thật là đẹp và rạng rỡ. Mọi người ơi, có một điều vô cùng đặc biệt, đó là vào tháng ra mắt sản phẩm Precision Makeup Blender thì chúng ta sẽ được sở hữu với mức giá vô cùng ưu đãi. Cho nên là đừng bỏ qua cơ hội vàng để sở hữu thật là nhiều sản phẩm tuyệt vời như thế này trong bộ sưu tập trang điểm của mình mọi người nhé.